Xin kính chào quý bà con. Trong video hôm nay, cây giống tiên gia đình xin giới thiệu đến quý bà con về một nhóm cây chôm chôm đang được rất là nhiều quý bà con quan tâm hiện nay. Đó là cây chôm chôm tiếng cường nha bà con. Và cây chôm chôm tiếng cường mà tiên đang quay cho bà con xem, cây này là cây ghép nha. Cây đang rất là đẹp, lá thì xanh mướt, bầu thì rất là trắng trắng nha. Và cây chôm chôm tiếng cường này có ưu điểm nổi bật là cây cho ra năng suất cao, ít sâu bệnh hại, trái to và ngọt. Và khi mà cái trái nó còn xanh á thì nó ăn vẫn ngọt và ngon nha bà con. Và để biết thêm chi tiết về giống cây chôm chôm tiếng cường này cũng như là những giống cây ăn quả khác, quý bà con hãy gọi về số điện thoại là 0343434651 để được tư vấn nha bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Xin chào bà con.